cái gì vậy? Đây quý vị các bạn, bây giờ là cái giờ là quán bắt đầu là có khách đến đông đông ha. Đấy thì Kim mới quay một số hình ảnh trước khi có khách chia sẻ với các bạn. Bây giờ bắt đầu có khách này. Quý vị muốn mua đông trùng hạ thảo Đà Lạt, xin liên hệ số hotline 090 140 9466. Các sản phẩm từ đông trùng hạ thảo Đà Lạt được phân phối chính thức bởi Kiên Sài Gòn Travel, cam kết đảm bảo nguồn gốc xuất xứ, chất lượng, hàm lượng dược chất, nhận giao hàng toàn quốc. Rồi, mến chào tất cả quý vị các bạn. Sáng hôm nay bây giờ là 9 giờ sáng. Hiện tại thì Kiên đang có mặt ở trên con đường Vạn Kiếp nha các bạn. Hôm nay đi qua đây thì muốn chia sẻ với quý vị các bạn một cái quán cơm trưa, quán cơm tấm, cơm trưa văn phòng các bạn. Nó nằm ở địa chỉ là 123 đường Vạn Kiếp, bên này là phường 3 quận Bình Thạnh nha. Quán cơm này có tên là cơm Anh Trưởng. Mình mới vừa vào bên trong quán thôi mà Kiên thấy là bên trong quán thì phải nói là nguyên một cái dãy đồ ăn xếp cực kỳ hấp dẫn luôn, hơn gần 50 món ăn cực kỳ hấp dẫn. Bây giờ Kiên sẽ mời quý vị các bạn hãy cùng vào khám phá cũng như là thưởng thức cái quán cơm trưa Anh Trưởng nhé. Đây, quán cơm nằm trong một cái không gian mình thấy là cũng khá là rộng rãi, sạch sẽ, thoáng mát các bạn. Bây giờ chúng ta sẽ đi vô ha. Đây, đây quán cơm. Đây gọi là cơm tấm trưa, cơm tấm, cơm trưa Anh Trưởng. Đó. Ở đây ngoài cơm tấm thì có các cái món là cơm trưa văn phòng trong này. Bây giờ chúng ta sẽ vào bên trong ha. Đây các bạn vô trong này. Đây quý vị các bạn vô trong này, các bạn thấy là nguyên một cái dãy đồ ăn, từng khay đồ ăn. Lúc nãy là mình hỏi anh đầu bếp và anh chia sẻ là hơn 50 món này các bạn. Đây này, bên này có canh gì các bạn thấy là có canh chua này, rồi canh khổ qua này. Đó. Rồi trong bên cái tủ trên này thì có cơm tấm này, cơm tấm sườn mì chả. Ở trên này thì có rất là nhiều món, bây giờ thì Kiên sẽ nhờ anh chia sẻ một số món ở đây ha. Đó, anh đang lấy canh cho khách, khách vừa mang về, đang đóng canh cho khách. Cái này là mới vừa nấu xong, đang nóng hổi anh ha. Anh khổ qua các bạn ạ. Một phần như canh khổ qua này bao nhiêu anh? Trái là 20 ngàn. À, 20 ngàn. Dạ. 20 ngàn một trái. Cái nhỏ 15. Dạ, nhỏ 15, lớn 20. Trời, mình thấy là nguyên cái dãy đồ ăn là nhìn thấy ra thấy là phải nói là rất là nhiều món, là món nào cũng nhìn cực kỳ đẹp mắt luôn các bạn, hấp dẫn. Đó, đó. Các bạn thấy là đây là món chả kho này. Đó. Bên này các bạn thấy là có cá chiên này. À, anh nhờ anh chia sẻ một số món ở đây ha. Dạ. Anh chỉ cho khán giả biết là những món gì đây. Đây là khô cá dứa. Dạ. Đây là cá mó chiên. Dạ. Cá siêu hồng chiên. Dạ. Phi lê ba sa. Dạ. Cá nục chiên. Dạ. Này chả lụa kho nè. Dạ. Này hải quay xào cá chua. À. Này hải quay kho. Rồi. Này đậu hũ dồn thịt với lại xíu mại. À. Này thịt kho măng. Dạ. Này mực dồn thịt. Em quay đúng món, anh chỉ anh đi từ thôi, em lia đúng món đấy. Mực dồn thịt bên này. Đó. Đó. Ở đây là bò xào. Bò xào củ hành. Đây là chả cá và chả cua. Dạ. Đây là mực xào chua ngọt. Đó gì mực xào sẽ tới lộn. Này mực xào chua ngọt. Là à, gà kho sả ớt. Dạ. À, sườn gam. Dạ. Đây là thịt kho trứng cút, thịt kho đậu hũ. À. À, thịt kho trứng. À. À, lòng gà. Dạ. À, này tôm ghim thịt, ếch xào lăng, cá hú kho. Dạ. Cá bóng kho. Cá nục kho măng.
cá diêu hồng, tất cà, cá lóc kho tiêu, cá nục kho thơm, cá gô kho. Anh tên gì nhỉ? Anh Dũng anh. Anh Dũng à? Dạ. Anh Dũng, anh quán này mình bán từ mấy giờ anh Dũng nhỉ? Bán từ sáng 6 bây giờ, ở 5-6 giờ là có rồi. À 5-6 giờ là có rồi. Dạ. Bán đến mấy giờ nghỉ anh? Bán khoảng tới 8 giờ. À. Dạ. Vậy là một tháng có nghỉ ngày nào không anh Dũng? Không. Là bán ngày nào bán hết. Dạ. Cái này mình bán này là cơm văn phòng có giao đi không anh? Không. Là bán ăn tại chỗ thôi không? Tại chỗ. À. Vậy là một phần giá từ bao nhiêu đến bao nhiêu ạ? Phần người bán 30 hết. 30k là đồng giá hả? Đồng cá 30 hết, chỉ đồng có mực dồn thịt với lại đùi gà là 45 thôi. À mực to vậy mà có 45 ngàn một phần thôi hả? Dạ, một con rồi. Hả? Dạ đúng rồi. Ồ. Bình thường em ăn con mực đó mà cái quán mà nổi tiếng xíu là nó khoảng cả 70-80 ngàn, 100 ngàn một phút. Dạ. Một con đúng không? Dân mà. À dạ. Ở đây là bình dân đúng không? Quán mình mở lâu chưa anh nhỉ? 9 năm rồi anh. 9 năm rồi? Dạ. À. Vậy là sáng là mấy giờ các anh chị phải dậy chuẩn dạ, bị dạ, món rồi? Dạ đúng rồi. Mình nấu lúc mấy giờ? Nấu lúc 4 giờ. 4 giờ sáng bắt đầu nấu. Dạ. À. Hôm nào thì mình có dịp mình sẽ qua sớm xem các anh chế biến nhé. Hôm nay thì qua thì các anh đã lên hết món rồi các bạn. Đó. Và ở đây thì các bạn hôm nay anh chia sẻ là cũng tầm gần 50 món hả? Dạ đúng rồi. 50 món đó các bạn. Đó. Ở đây ngoài các món mặn thì có còn cơm tấm rồi canh thì có mấy loại canh nhỉ? Mấy là canh thế hai loại. Canh chua với canh hủ qua. Qua một ngày là hai loại đó. À, còn canh kia canh cải ăn hàng ngày. Dạ. Trong kia em thấy có rau xào nữa ha. Dạ đúng rồi. Rau xào kia nữa. Thì đó các bạn thấy là rất là nhiều món hấp dẫn luôn. Ở đây khách hay ăn món gì nhất anh? Không, cũng tùy khách ra ăn à. Chứ cũng không biết là ăn món gì nhiều. Ừ. Nói chung là bán khoảng tới 1 giờ là gần hết đồ ăn rồi. Dạ. 50 món mà 1 giờ là gần hết đồ ăn rồi. Số lượng người làm lớn ở đây, không gian cũng ngồi cũng mát mẻ ha. Dạ. Ở đây để xe trong nhà luôn hay sao anh? Dạ. Để xe trong nhà đi ra đầy để ra ngoài luôn. Để xe trong nhà đầy là để ngoài kia. Dạ. Địa chỉ ở đây là 123 Vạn Kiếp anh? Đúng rồi, 123 Vạn Kiếp. 123 Vạn Kiếp, bên này là phường 3 Bình Thạnh nha. Dạ, dạ. Bên này là chúng ta ăn, chúng ta ngồi bên phía trong nha, bàn ghế sạch sẽ nha. Dạ. Cái không gian anh nấu trong này đúng không? Đây là nấu trong kia với đây nữa, hai bên nấu lần. Kia, dạ. Đó, thì vừa rồi thì anh Dũng cũng chia sẻ với các bạn một số món ăn ở đây ha. Bây giờ thì Kiên sẽ đi chọn món. Ngoài giờ này là phải đi đi phun không có chỗ xếp đâu. Dạ. Ôi, anh trưởng là chú đó là chú trưởng hả? À chú bên kia. À chú trưởng bên kia. À. À bán cơm anh trưởng nhưng mà anh trưởng là anh bên kia các bạn. Đó, chú chủ là không có ở đây. Đấy, các bạn nhìn thấy, các bạn thấy là cái món ăn ở đây phải nói cực kỳ hấp dẫn, đặc biệt là cái món mực dồn thịt các bạn này ha. 45 ngàn một phần thôi các bạn. Bình thường mà mình mà ăn ở các cái quán mà nổi tiếng như cái này cũng phải là 70 hoặc là thấp nhất là cũng là khoảng 50 rồi. Đó. Ở đây là 45 ngàn là cái mực dồn thịt một con như vậy nha các bạn. Đó. Nói chung là đây các cái món ở đây mình đánh giá là chế biến rất là phong phú đa dạng cũng như là nhìn cực kỳ đẹp mắt luôn. Sạch sẽ các bạn ạ, quán này thì rất là sạch sẽ luôn, các món ăn rất là sạch sẽ đó. Thì các bạn thấy là nhìn các món ăn chế biến thì các bạn thấy là cái chất lượng ha, chất lượng cũng như là cái nhìn rất là đẹp mắt. Đấy, giờ mình sẽ quay một số hình ảnh cận cảnh để các bạn nhìn nó rõ hơn ha. Hôm nay thì anh Dũng chia sẻ thì nó đi nó hơi nhanh thì các bạn sẽ xem không được kỹ, chóng mặt. Bây giờ chúng ta sẽ xem, bây giờ mới có khoảng 9 giờ à, chưa phải giờ khách đông, quán là giờ khoảng 12 giờ hay 11 giờ ha, 11 giờ rưỡi là khách đông nhất. Đó. Ngồi trong kia còn có món mấy món cá kho ở trong đó nữa ha. À. Dạ. Có thịt luộc luôn. Thịt luộc. Hôm nay mình vô đây mình bán cơm thôi. Anh có tuyển nhân viên không anh? Quán nhiều món này phải 2-3 người đứng không anh mới bán mới kịp được, nếu mà giờ đông nữa các bạn. Đấy, nguyên một dãy này luôn. Đây là anh Dũng tuyển nhân viên, mình đứng đây mình bán luôn.
Anh là đầu bếp chính ở đây hả? Không. À. Em là đứng công ty này. À. Dạ, dạ. À, muốn kia bên kia hả chú? Dạ. Cũng có mấy người quay rồi. À. Nói chung là đây các bạn ơi, món ăn phải nói là rất là nhiều luôn. Trong này cơm tấm trong này này, cô quay cái tủ cơm tấm trong này nè em. Cơm tấm trong này có gà, đùi gà quay này, đùi gà quay rồi có sườn bì chả ốp la này. Thịt... Không, 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 tại cắt cái không sao, cái này có mít vậy. Thì ai chia sẻ cái tủ cơm tấm của mình đây có gì anh hả? Đây là gà chiên nè, à. Thịt luộc nè, dạ. Đùi gà luộc nè, dạ. Sườn nè, bì chả, trứng, nói chung là lạc xưởng thì đủ hết. Cơm tấm thì bán giá là sao anh? Thì cơm tấm là sườn là 30. À. Thứ ngồi là 30 hết đó. Dạ. Thế thêm cái này ví dụ là thêm bì thì là 35. Dạ. Thêm chả là 37, thêm trứng là 38. Ừ. Nói chung thêm món là thêm tiền. Dạ đúng dạ. Rồi. Còn có ăn kèm với là dưa leo đồ chua dạ. Ha. Dạ đúng rồi. Dạ. Đây các bạn mình vào đây thì mình thấy cô đang làm bây giờ là món này là món cuối rồi các bạn này. Đó. Bây giờ cô đang làm món trứng chiên này cô ha. Trứng chiên thịt này các bạn này. Đó. Đây là cô là đầu bếp chính ở đây. Đó. Cô tên gì cô nhỉ? Cô tên là cô Lợi. Cô Lợi. À. Năm nay cô Lợi là 60 rồi. Đó. Cô làm ở quán này được 9 năm rồi, năm 2000 rồi. Và 2004 tới giờ rồi nha. Dạ. Làm đây được 9 năm rồi. Sáng là khoảng mấy giờ là bắt đầu cô nấu rồi ha? 6 giờ là cô nấu rồi. À, 6 giờ là cô nấu rồi. Ừ. Cô nấu rồi đến mấy giờ là cô nghỉ? Nấu tới 10 giờ thì cô nghỉ. Dạ. Ừ. Con không có cái đồ kẹp ở đây giống như mấy đứa kia đó. Dạ. Con khỏi chậm. Có. Không có kẹp nè. Ừ, con kẹp chứ đó. Cô thì cô nói nó rõ hơn phải không? Dạ. Cô thâu tiếng nó rõ hơn cho con. Ừ. Thế là một ngày là cô nấu là khoảng bao nhiêu món nhỉ? Cô nấu chừng cỡ 20 mấy món à. 20 mấy món. Ừ, tại vì đây có 3 bếp lận. Dạ. Ba bếp. Để chia ra cô ha. Đúng rồi, chia ra chứ mình cô nấu đâu có nổi. Dạ. Với lại cô lớn tuổi rồi, cô nấu như đó thôi. Dạ. Nhiều quá nấu không nổi. Rồi, cô vui tính quá. Giờ chén là lát nó quay cô luôn. Cái món này là món cuối của hả? À đúng rồi, món cuối rồi. Giờ này là sắp xong hết rồi đó. Ừ. Ở đây bán cơm thì cũng bình dân không? À, 30 ngàn. Có món 35 mà cũng có món mực dùng thịt thì là 45 ngàn nữa. Dạ. Cũng có. Nhưng mà bình thường là 30-35 thôi. Ừ. Cô thấy là khách đến đây là khách thích ăn món nào? Món nào khách cũng thích ăn hết trơn á. Dạ. À, cô, nếu mà không thích ăn sao mình bán hết 50 món được. Dạ. Hơn 50 món rồi nè. Cũng tùy theo khách người ta thích ăn thôi. Dạ. Khách mỗi người họ thích cái này, họ thích cái kia vậy đó. À, chứ nhiều món họ cũng chọn lựa được. Quá nhiều món luôn ha. À, vậy nên cho người ta ở Sài Gòn này người ta chọn lựa được dễ dàng á. Dạ. Ở ra đường Văn Kiếp này đó mỗi lần vậy chứ cũng có nhiều quán cơm lắm mà mấy quán kia ít món quá rồi họ bán không có lại mình họ nghỉ rồi. Dạ. Không phải không lại mà họ bán không có được tốt họ nghỉ rồi. Dạ. Ừ. Chỉ còn đây là mình làm món nào cũng con thấy là cái nhìn nó rất là đẹp mắt của hai là chất lượng của ha. À. Nó là ngay ra ở đây giá cả bình dân mà đồ ăn thì cũng nhiều lắm. Dạ. 30-35 mà đồ ăn nhiều chứ không có ít. Dạ. Ừ, nên thành thử ra khách tới ăn đông là vậy. Dạ. Tầm 11 giờ đông lắm rồi hả? Ờ đúng rồi. 11 giờ, 11 giờ, 11 giờ rưỡi là giờ công nhân viên đồ đó với lại thợ hồ đồ đó. Dạ. Họ nghỉ ngơi đó thì họ ra quán ăn đông lắm. Giờ này thì còn ấy được, con còn quay việc rồi được chứ giờ đó đâu có quay được, đông quá con quay không có được chứ gì trơn á. Dạ. Ừ.
nay đi sớm xem cô chế biến một số món luôn. Ừ. Đến đây còn mỗi món. Ừ. Ở đây con thấy là trong nhà nấu mấy nồi cơm to luôn ha. Ừ. Ngày nấu nhiều lắm mà. Nấu mấy lần lận, chín này lớp này xong rồi mình bới ra thùng. Rồi mình ấy lớp khác, chứ buổi trưa đông khách lắm mà nếu mà ấy quá trễ quá thì nấu không kịp á thì không cơm không có chín kịp để bán cho khách đâu. Dạ. Cô làm đầu bếp cũng là 10 năm rồi, 9 năm rồi hơn. À 9 năm rồi, 2014 tới giờ đó. Quán là cũng mở mới mở đó. Là có bà. Thế là con nấu xong là bữa trưa là con nghỉ ha. Đúng rồi, con nấu xong rồi con về. Để cho mấy đứa nhỏ nó chạy bàn, chứ cô lớn tuổi rồi, cô 60 rồi, cô đâu chạy nổi. Dạ. Mấy tụi nó bữa trưa ra đông khách tụi nó chạy, chứ cô chân giò cô chạy không nổi với tụi nó đâu. Bây giờ mình bếp thôi, nấu bếp. Với lại mình bếp thôi mà. À, rồi chúc cho con ta sớm đạt được nút vàng nha. Cảm ơn cô. Cảm ơn cô lợi nhiều. Nút vàng còn là khoảng 700.000 người đăng ký. 700.000 lượt ha. Để cô về cô coi, cô bấm like cho con. Nghề nấu bếp này cũng cần yêu nghề quá ha. Đúng rồi, con yêu nghề con nấu mới được, chứ cái này nó cũng thách thức mình nhiều lắm. Phòng phỏng tay nóng lắm, con đứng ngay đây con quay con đã thấy cảm thấy nó nóng rồi. Cái gì sáng là cô xài mấy bếp công nghiệp này nè, chứ bếp này là để dành chiên những cái này nhỏ nhỏ thôi. Chứ bếp công nghiệp kia con nấu những cái món lớn ấy, món nhiều quá phải không. Mình thử ra bếp nó nóng dữ lắm, hợp bởi vì mặt của cô nó nám hết là do mấy cái bếp này nè, nóng quá. Chúc con nhiều sức khỏe nha. Rồi, chúc con kinh con càng ngày càng phát triển nha. Sớm đạt nút bạc nha. Sớm được 7.000 like nha. Cảm ơn cô. Nút vàng chứ. Rồi, cảm ơn con. Đây quý vị bạn, bây giờ là cái giờ là quán bắt đầu là có khách đến đông đông ha. Đấy thì Kim mới quay một số hình ảnh trước khi có khách chia sẻ với các bạn. Bây giờ bắt đầu có khách này. Nói chung là mình cũng đi quay khá là nhiều quán ở Sài Gòn này, những cái quán mà 50 món ăn hàng ngày như này thì quá là khủng các bạn. Đó, quán bán rất là nhiều món chất lượng ha. Trong này thì không gian thoáng mát sạch sẽ. Bên trên là có quạt trần này kia nên nói chung là chúng ta chỗ ngồi thoải mái ha. Quán này thích hợp cho các anh chị dân văn phòng này, rồi các anh cô chú anh chị ở khu vực Bình Thạnh có thể qua đây thưởng thức ha. Rồi quý vị các bạn, bây giờ thì mình sẽ đi gọi món nha. Ở đây ngoài này có canh chua này. Đó, canh khổ qua. Ở đây nhiều món không biết ăn món gì luôn. Ở đây chắc phải ăn 2 tháng mới hết món ở đây. 50 món mà, một ngày một món nó khỏe gần 2 tháng. Mực hả? Nhưng mà món đây này, lát nữa mình ăn thử cái món mực cho thịt ha. Lát ăn thử cái món mực cho thịt. Bây giờ chị đang làm cho khách. Ở đây cá chiên thì cũng ngon lắm, cá chiên. Đồ kho, đồ xào, đồ nói chung là cực kỳ hấp dẫn luôn. Hả? Vơi vơi bớt rồi khách. Khách mua đi nhiều á. Này khách mua đi nhiều. Đây văn phòng mới mua đi nhiều á. Cà ri ếch á. Có cá cho người không có nhiều
Cá hú kho. Đấy hầu như là đồ kho đúng không? À, cẩn thận Dung. Cuối cùng là ba chọn món nào? Ếch, em ăn món gì? Món mực á hả? Không, anh ăn ếch. À quên, anh ăn mực. Em ăn gì? Đây có bò này. Không. Bò xào này. Không phải là cái ngu của mẹ. Khách mà về nhiều nhỉ? Cho em một cái phần cơm mực nha. Đây mình ăn cơm mực cả, xem chị làm mực nè. Khỏi cắt, để nguyên cho em. Đó, để nguyên, rồi. Món gì đây là? Anh ăn cơm mực. Còn hộp sườn chả về đi. Em ăn cơm gì? Cơm sườn chả đúng không? Đây cơm mực của mình. Còn hộp sườn chả về. 155 ngàn. Em ăn cơm gì? 55 ngàn. Ừ, em thích ăn sườn, ăn sườn đi. Sườn, sườn kho đi. Đấy, một đĩa sườn đó. Rau kia là rau gì chị? Hả? Rau đó là rau gì? Rau. Cho em một phần đậu đũa nhé. À. Có ăn thêm thì đấy. Dạ. Cho một cơm luôn được. Cho cơm luôn cho không. Rồi giờ mình chào bàn đi, có cho em canh qua canh chua cá em. Cho em chua cá đi làm quay cho đẹp. Cho một phần canh chua cá đi. Đúng rồi. Nhưng mà giữa ba gọi làm vui giữa để làm đẹp cho giúp cơm mình lên. Em ăn canh chua không? Canh chua đi. Canh chua hả? Cho phần giữa đi. Giữa đúng không? Dạ. Rồi, về đây được rồi, mình vào bên trong ha. Canh chua đã xong. Đây, mình gọi hai đĩa cơm các bạn. Một cái đĩa mực là 45 ngàn. Cái này là 30 ngàn, sườn là 30 ngàn nhá. Đây là một tô canh chua nữa. Nói chung là nhiều á. Cho cái dĩa đi chị, dĩa canh chua chị ơi. Một phần này là bao nhiêu cô nhỉ? Hằng này là có cơm luôn 40, không cơm thì 35 ngàn. 35 ngàn cái tô này là canh chua. Tô đó 35 ngàn. Canh chua. Cái dĩa ăn canh chua. Dạ. Đây mình làm nước mắm này. Canh chua cái màu đẹp mắm đẹp lắm. Mắm ơi. Ớt nữa. Tôi nghĩ là bỏ chén á. Bỏ chén chứ. Không, bỏ ra đĩa luôn. Dạ. Ngắp chung luôn. Làm nước mắm ớt. Canh chua cá hú. Đó. Đây phần cá đây nè. Ở đây có đầu có đuôi, rồi có mình, mình ăn thích ăn mình, chứ các bạn nào thích ăn đầu thì ăn nhé. Mình thích ăn cái mình cho nó nạc. Cái đầu cũng ngon lắm. Còn anh các bạn nào ăn canh chua không thì có 5 ngàn một tô thôi. Mình có cá thì 30 ngàn. Rồi mời các bạn ăn nhé. Canh chua không, 5 ngàn. Nước, thôi đúng không? Nước không, nước với rau này. Rồi, mời các bạn này. Giờ này là 11 rưỡi rồi, không đói à. Muối giờ trưa bác nhỉ? Ừ. Rồi bác cắm này, cắm ăn con mực đấy. Ui, con mực ngồi... Con mực ngồi thịt, là đầu đuôi là chắc nịch luôn ha. Nhồi cái này đầy thịt luôn đó. Trời, cái mực to ha. Mực này không biết là mực gì hả? Như kiểu mực trứng hả? Đó. Đo quá giờ luôn hả? Mời các bạn này. Ừ. Nó cũng dai thịt các bạn. Thịt tôi cũng tươi đó, cũng tươi đó. Mình tưởng là bở nhưng mà nó không bở đâu. Nhưng mà dai. Bên trong là thịt bằm. Thịt bằm thấy nhồi ra chặt luôn á, chặt con thịt. Thịt bằm bên trong à.
thơm quá, ngồi đây nghe thơm á. Thơm, ngon. Bán thử miếng sườn nha. Thôi, ăn, ăn cơm. Nói chung là khu Vạn Kiếp mà tìm được cái quán nhiều món như này cũng ít đó bạn, ít quán như này lắm. Cái này quá nhiều món để lựa chọn. Không gian thoáng mát, sạch sẽ, phục vụ rất là nhanh. Cái này chúng ta không phải đợi lâu. Sườn này, là sườn cái sườn trộn đấy. Em thử mấy sườn nhá. Nhưng mà sườn thấm gia vị, tẩm mướp kho rất là ngon, vừa ăn các bạn. Đấy, giá cả là 30.000 bình dân thì cái chất lượng món ăn như vậy là ok quá, ngon, vừa rẻ và ngon. Bây giờ khách đông quá trời. Này, cái phần canh chua thì các bạn thấy là cái phần bên dưới này, cái bụng này rất là nhiều mỡ này, trên là nạc. Mình thử cái miếng nặng nạc xíu thôi. Nhà mình có canh chua, canh nước hoa, có canh canh không? Chấm với nước mắm mặn nè. Một cháo hoa, một cháo canh thường. Một cháo hoa, một cháo canh thường. Một đĩa cơm này ăn là no rồi, các bạn mà ăn thêm á, là ăn nữa thì mình gọi thêm. Thêm tính tiền không? Thêm ở đây là hình như là không tính tiền không? Ở đây có trà đá thôi, trà đá với lại... Vừa ăn canh chua ha. Canh chua vừa ăn. Rất là ngon. Món canh chua này ngon. Rồi em ăn cảm nhận đi. Hơi ngon nhá. Nga ăn thử nghe xem cái hương vị đây sao nhá. Mẹ vẫn thích cái vị sườn mà đậm đà, ừ. Có cái vị nó hơi ngọt một tí quá, không? Đấy, hơi ngọt hả? Đấy, nói chung là nấu cũng là vị nam này nó không ngọt. Mẹ thích cái vị nó mặn mặn hơn giống như sườn rím á. Rím á. À. Từ nó khô khô. Cái này thì nó hơi ngọt chứ. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái vị đây thì nó theo kiểu Việt Nam. Thấy người Bắc hầu như là ăn nó kiểu rim rim khô khô á. Bắc thì đến cái quán mà gốc Bắc á. Cái này là ai cũng ăn được, Nam Trung thì Bắc ăn được. Nhưng mà hầu như mọi người mà vào đây lâu á, người Bắc hay là người miền Trung vào đây lâu á, thì hương vị nào cũng ăn được. Nhưng mà ý là cái sở thích á. Em ăn thử các canh chua ấy. Nó ăn miếng sật. Nha, ăn thử mực. Thắn mực đen không? Được không? Ôi ơi, tổng hợp đó. Hơi này, gọi dí á. Rồi, tổng hợp. Rồi, dài ha. Dài, mặt dài. Rồi, cảm ơn ba bạn. Ăn. Canh ấy vừa miệng mà.
ăn nhiều vừa ngon. Có thơm. Ăn thì mình nghe cảm nhận là tươi nhưng mà không biết là như thế nào. Cái thịt nhồi chất lượng này nó không phải là mỡ mà kiểu thịt nạc nhiều bác. Nó nặng nạc đó. Ừ. Nó bị ngán đúng không? Thịt mà nhồi mỡ nha, ăn là ngán lắm. Ở đây chủ yếu là món kho rồi nhỉ? Món kho á. Kho nhiều không? Hầu như là kho. Khoảng 3, hơn 30 món, đối với món kho. Món kia nó chỉ có 1-2 món à? Đúng không? Mày vẫn thích canh chua đấy. Đây quý vị và bạn, bây giờ là cái giờ khách đông nhá. Bên trong kia là ngồi kín chỗ luôn này. Đây Kiên với lại bà xã vừa mới thưởng thức xong cơm ở đây các bạn. Nói chung mình ăn một cái đĩa cơm như vậy với lại một phần canh chua, một phần sườn, một phần mực. Hai vợ chồng ăn thấy no lắm. Gọi đi cơm nhà đi. Bây giờ ra thêm quay thêm một số hình ảnh để quý vị chị các bạn tham khảo ha. Ở đây thì giá cả bình dân, rất là nhiều món để quý vị chị các bạn lựa chọn. Món ăn thì khá là chất lượng. Có chỗ ngồi không gian thoáng mát sạch sẽ, có chỗ mình ngồi. Quạt trần của chiếc này kia thoải mái ha. Đó, mình ăn thì mình ngồi trong đó nhé, có bàn ghế. Ngoài này có 4 người bán liên tục luôn. Đây mình có thể là ăn cơm tấm hoặc là ăn cơm bình thường. Đó. Cơm tấm sườn bì chả, đùi gà. Đây trong này là cái nồi cơm này. Chú múc cơm á. Cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn luôn các bạn. Ở đây cơm thêm có tính tiền không chú nhỉ? Có. Cơm thêm là mấy ngàn? Là 3 ngàn một phần. Rồi, không có gì của nhau mà.
chín. Rồi quý vị anh chị ơi, thì vừa rồi hai vợ chồng Kiên mới vừa thưởng thức cơm cơm tấm trưa anh trưởng mới vừa ăn xong nhá. Thì cơm ở đây nói chung là với cái giá cả là rất là bình dân, nhưng mà món ăn đây thì phải nói là rất là chất lượng đó. Giờ bây giờ khách rất là đông nha các bạn, hai vợ chồng mình ăn no luôn rồi. Rất là cảm ơn tất cả quý anh chị đã quan tâm theo dõi. Hôm nào thì Kiên sẽ qua đây quay một số hình ảnh chế biến nữa để quý vị anh chị các bạn có thể là tham khảo hơi nhiều hơn, sâu hơn về quán này nhé. Đó, hôm nào thì mình sẽ quay lại một cái video khác, nhưng mà mình sẽ quay khâu chế biến của quán. Đó, tại vì mình thấy món ăn này rất là chất lượng. Đó. Rồi, giờ thì mình đi giao Đông Trùng Hạ Thảo cho khách đây. Rất là cảm ơn quý vị. Xin chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong những video sau.